Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng tên lửa nước này gần đây đã phá hủy một cơ sở chỉ huy của quân đội Ukraine nằm ở tỉnh Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến tên lửa đạn đảo Iskander thuộc lực lượng vũ trang của Nga đã tập kích cơ sở chỉ huy của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 Ukraine. Tại một địa điểm được trinh sát trước đó, Đòn tấn công đã phá hủy cơ sở chỉ huy lữ đoàn trên, một kho đạn dược và vô hiệu hóa khoảng 50 binh sĩ đối phương. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã đăng tải video ghi cảnh tên lửa được cho là Iskander tấn công vào khu vực rìa rừng một khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm xảy ra vụ tấn công không được phía Nga công bố. Quân đội Ukraine tới nay chưa bình luận về thông cáo và video được phía Nga đăng tải. Theo truyền thông Ukraine, Quân đội Nga cuối tuần trước đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực phía Bắc Kharkov. Cho đến nay, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt xung quanh ngôi làng nằm gần biên giới Nga. Giới chức Ukraine cho biết đã có hơn 20 người thương vong vì các vụ không kích của Nga vào một khu giải trí nằm ngay bên ngoài thành phố Kharkov, đông bắc nước này hôm 19 tháng 5. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 19 tháng 5, thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho biết các vụ nổ rõ ràng đã thấy ở Kharkov xảy ra vào giữa trưa ở một vùng ngoại ô gần đó. Có hai tên lửa của Nga đã rơi trúng một trung tâm giải trí, nơi mọi người đang thư giãn, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, tổn thất còn lại do vụ tấn công thứ hai xảy ra khoảng 15 đến 20 phút sau vụ nổ đầu tiên. Truyền thông địa phương đưa tin, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhà chức trách đã cho cảnh báo không kích được 8 tiếng ở vùng Kharkov. Những tuần gần đây, vùng Kharkov và thành phố thủ phủ cùng tên liên tục hứng chịu mưa lửa và bom dẫn đường, trong bối cảnh các lực lượng Moscow đang mở chiến dịch tập kích dữ dội ở vùng đông bắc Ukraine. Quân đội Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng và thị trấn trong khu vực. Cũng trong ngày 19 tháng 5, Hải quân Ukraine tuyên bố đã tấn công phá hủy tàu giả phá bom Krovets thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen của Nga. Theo báo cáo Pravda của Ukraine, tàu Krovet có chiều dài 61 mét và thủy thủ đoàn bao gồm 70 người. Nga đã cho cải tiến, nâng cấp con tàu chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm, phá hủy mìn hải quân và hướng dẫn tàu thuyền qua bãi mìn này. So với các tàu tiền nhiệm, Krovet được trang bị thiết bị hiện đại, phát hiện và phá hủy miền tiên tiến hơn, cũng như gây ra trường âm thanh thấp hơn. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Hải quân Ukraine mới công bố. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Vance tuyên bố rằng Mỹ không thực sự quan tâm tới những gì đang xảy ra với Ukraine bởi Washington đã can ngăn Kiev không đi tới thỏa thuận hòa bình với Moscow. Chính trị gia bày tỏ quan điểm này trong cuộc trò chuyện với một kênh truyền thông Mỹ. Có vẻ như người Ukraine đã muốn đàm phán nhưng ekip chính quyền Biden đã ngăn cản họ. Thượng nghị sĩ lưu ý rằng, nếu như Mỹ thực sự muốn giúp đỡ Ukraine, thì sẽ không làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev hồi bắt đầu các hoạt động chiến sự. Ông cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc tiền của người nộp thuế ở Mỹ lại gửi đến Ukraine, mà cuối cùng số tiền đó lại tuồn vào túi của các quan chức tham nhũng. Trước đó, ông Blinken đã tuyên bố tại Kiev rằng Ukraine cần tự quyết định xem nên có bắt đầu đàm phán với Nga hay không, còn Mỹ sẽ hỗ trợ Kiev trong mọi trường hợp Trước đó, Ngoại trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố đã đến lúc chế độ Kiev phải thừa nhận thực tế trên mặt đất, còn phương Tây cần ngừng biến Ukraine thành vật hy sinh cho những mục tiêu vô vọng. Chúng tôi hiểu rất rõ những khả năng mà chúng tôi đang có, bao gồm những trường hợp phát triển diễn biến của tình hình xung quanh Ukraine, ông Lavrov nói thêm. The Washington nhận định, sau khi hết nhiệm kỳ quyền lực, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ trở nên cực kỳ dễ bị chỉ trích tổn thương đặc biệt nếu tính đến ảnh hưởng ngày càng gia tăng của tránh văn phòng Tổng thống Andrei Ermak. Chính quyền Tổng thống Mỹ lưu ý rằng, Ermak đã rõ ràng trở thành nhân vật có thế lực có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Ukraine. Theo hiến pháp nước này, tổ chức bầu cử trong điều kiện thời chiến là không thể. Tuy nhiên, chừng nào Zelensky còn tại vị, ông sẽ dễ, dễ bị cáo buộc và đã lợi dụng các cuộc xung đột để phá hoại nền dân chủ. Trước đó có nguồn tin cho hay, phương Tây đã lên kế hoạch nhằm loại bỏ ông Zelensky. Trước đó, hồi tháng 4, ông Peskov, người phát ngôn điện Kremlin cũng đã có những bình luận về tương lai của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thể tại vị vô thời hạn. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 28 tháng 4. Ông nói rằng tôi tin tưởng tương lai của ông Zelensky đã an bài. Thời khắc của mọi người, bao gồm người dân Ukraine, đứng lên đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky sẽ đến. Theo phát ngôn viên điện Kremlin ông Zelensky sẽ phải giải thích với người dân về những gì đang diễn ra, về hàng ngàn người bị buộc phải nhập ngũ, đối mặt với rủi ro trong guồng máy xung đột. Ông Peskov nói thêm, đây là thảm kịch đối với người dân Ukraine với đất nước Ukraine. Trong các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, sự ủng hộ của người dân Ukraine đối với ông Zelensky đã suy giảm. Cuộc khảo sát do Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev thực hiện vào đầu tháng này cho thấy, ông Zelensky chỉ ghi nhận 61% sự ủng hộ từ người dân, giảm đáng kể so với mức 80% ở giai đoạn đầu của xung đột. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở chiến trường phía đông. Nga tổn thất 1.210 binh sĩ trong ngày. Moscow kiểm soát thêm một khu định cư ở Kharkov. Moscow nói sẽ không xem phương Tây là đối tác trong ít nhất một thế hệ. Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Trong ngày 18 tháng 5, tổng cộng có 77 cuộc giao tranh dọc tiền tuyến và tình hình đang nóng nhất tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công 18 khu vực quân đội tập trung của Nga và hai hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng 3 khu vực tập trung và một trạm radar của Nga thành phố Pokrovsk chứng kiến 23 trận giao tranh trong ngày qua. Nga tiếp tục tấn công nhiều khu vực dân cư trong thành phố bằng súng phòng không. Tại Kharkov, Ukraine cho biết, ngày 18 tháng 5 pháo kích vào dân thường tại hai thành phố phía đông bắc Kharkov. Vụ tấn công khiến cho 6 dân thường thiệt mạng. Cũng tại Kharkov, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, Ukraine đã gây thương vong cho 73 binh sĩ đối phương và phá hủy 16 thiết bị quân sự của Nga trong ngày. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng cuộc tấn công của Nga vào các tỉnh Kharkov trong tháng này có thể là đợt tấn công đầu tiên trong loạt đợt tấn công của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đã tiến xa hơn tới 10 km ở Kharkov, nhưng lưu ý rằng quân đội Ukraine đã chặn đá tiến công của Nga. Ông Zelensky nói thêm rằng tình hình ở Kharkov đang được kiểm soát nhưng chưa ổn định, đồng thời kêu gọi phương Tây hỗ trợ hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ bầu trời Kharkov bên cạnh đó ông Zelensky cho biết lực lượng của Ukraine ngày qua đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga tại thành phố Chasiv thuộc tỉnh Donetsk nơi được coi là mục tiêu chính của Nga trong thời gian gần đây theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Nga ngày qua đã tổn thất 1.210 binh sĩ trên tất cả mặt trận đưa số thương vong của quân đội Nga tại chiến trường Ukraine từ đầu xung đột lên 491.080 người Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Trong ngày 19 tháng 5, quân đội Nga đã tăng gấp đôi số lượng tấn công vào thành phố Kurakov thuộc tỉnh Donetsk. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra tiếp tục tại thành phố Siversky. Tổng cộng hơn 90 cuộc giao tranh đã diễn ra ở tất cả các mặt trận trong ngày qua. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định rằng tình hình ở tiền tuyến còn khó khăn hơn nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Văn phòng công tố khu vực Kharkov cho biết, Nga đã tấn công tên lửa vào một trung tâm giải trí ở Kharkov làm 6 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, giao tranh tại các khu vực ở Donetsk tiếp tục nóng. Thành phố Kurakov chứng kiến 21 trận giao tranh trong ngày, trong khi tại thành phố Kramastok, Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine. Tại tỉnh Sumy, cơ quan quản lý quân sự khu vực báo cáo rằng, Quân đội Nga đêm 19 tháng 5 đã tấn công các khu vực định cư và cộng đồng biên giới ở tỉnh này 9 lần, gây ra 21 vụ nổ. Cũng trong ngày 19 tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã phối hợp với lực lượng hệ thống không người lái, một lực lượng mới thành lập của Ukraine, phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào căn cứ không quân Kostchevskaya và nhà máy làm dầu Slavyansk ở tỉnh Krasnodar Krai. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ SBU cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hàng chục UAV trong đợt tấn công. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong sau vụ việc, mặc dù nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu Slavyansk đã tạm ngừng hoạt động. Đây là lần thứ hai căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu trở thành mục tiêu của SBU trong những tuần gần đây. Ngày 27 tháng 4 trước đó, UAV Ukraine được cho là đã tấn công vào các cơ sở công nghệ quan trọng và làm hư hỏng một số máy bay của Nga. Các đợt tấn công của nhóm chiến đấu phía Nam trong ngày 19 tháng 5 đã khiến Ukraine thiệt hại 680 binh sĩ, hai xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh cùng hai kho chứa đạn dược. Trong ngày, nhóm chiến đấu trung tâm của Nga đã cải thiện các vị trí chiến thuật và đẩy lùi 7 đợt tấn công của Ukraine loại khỏi vòng chiến 345 binh sĩ cùng nhiều phương tiện, khí tải của đối phương. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không Nga ngày 19 tháng 5 đã bắn hạ 4 UAV của Ukraine tại tỉnh Bengalos. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!